Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Xây dựng, so với cùng kỳ năm trước, nguồn cung nhà ở trong năm 2023 giảm sâu cả về số dự án được cấp phép mới, dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai và dự án hoàn thành. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thị trường bất động sản vẫn trong tình trạng trầm lắng. Báo cáo của đơn vị tư vấn Savills Việt Nam cho thấy, trong năm 2023, nguồn cung căn hộ sơ cấp chỉ đạt 10.700 căn, mức thấp nhất trong một thập kỷ. Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm và giá cả đắt đỏ, lượng giao dịch căn hộ giảm 7% mỗi năm trong 10 năm qua. Thị trường chỉ ghi nhận 6.200 giao dịch trong năm ngoái. Dù được đánh giá là đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, song thị trường bất động sản năm 2024 vẫn đứng trước nhiều thách thức với nguồn cung mới khan hiếm, mặt bằng giá cao và tỷ lệ hấp thụ có khả năng ở mức thấp. Do đó, thích nghi là yêu cầu bắt buộc đối với các thành viên thị trường trong lúc chờ đợi những chuyển biến tích cực hơn. Kính thưa quý vị, với sự phát triển bùng nổ của thương mại điện tử và mạng xã hội thì hiện nay chúng ta dễ dàng mua sắm bằng hình thức trực tuyến. Đó có thể là một mặt hàng tiêu dùng vài chục ngàn cho đến bình cắm hoa trên 94 triệu đồng gắn liền với cụm từ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Và nắm bắt cái xu thế này thì hiện nay lực lượng môi giới bất động sản cũng không nằm ngoài xu hướng. Họ bắt đầu mua, bán và giới thiệu sản phẩm trên hình thức trực tuyến. Dĩ nhiên với đặc thù của bất động sản thì chúng ta không thể ghim sản phẩm là một căn hộ hay là một miếng đất lên giỏ hàng. Mà từ các nền tảng này họ đã quy đổi thành những cái giao dịch thành công, thậm chí có những giao dịch lên đến hàng chục tỷ đồng. Giá trị lớn nhất thì có thể kể đến là khoảng chừng 25 tỷ cho một căn hộ. Trước đây thì là một số những cái kênh truyền thống như là kênh đăng tin nè, kênh digital marketing, chạy quảng cáo để tìm kiếm khách. Tuy nhiên là bây giờ mọi người đều phải quay video nè, tìm kiếm những cái câu chuyện, những cái nội dung làm sao để kể, để giúp cho khách hàng nhìn nhận mình dưới con mắt là một nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp. Còn đối với người mua nhà, sự thích nghi phù hợp nhất trong bối cảnh giá nhà ở thành phố neo ở mức cao là xây dựng bài toán tài chính hợp lý, chấp nhận đi xa khu vực trung tâm nơi làm việc. Sau nhiều tháng ròng rã tìm nhà với hơn 10 dự án, anh Lê Văn Trọng đã sở hữu được căn nhà đầu tiên ở tuổi 28 tại huyện Bình Chánh. Căn hộ mình mua là 2 tỷ rưỡi và diện tích là 58 m². Cái mức giá đó mà tìm cái khu vực trung tâm thì không có. Mình vay ngân hàng 50%, mình chọn cái gói vay là 15 năm để cho mình đỡ áp lực hơn về mỗi tháng mình đóng tiền lời với lại tiền trả gốc á. Theo các đơn vị nghiên cứu, lượng giao dịch thành công trong quý tư năm 2023 chủ yếu đến từ các dự án có pháp lý rõ ràng trước khi ra mắt, thời gian thanh toán dài, hỗ trợ vay ngân hàng và mức giá dễ tiếp cận từ 2 đến 5 tỷ đồng mỗi căn. Là bây giờ thì chúng ta tìm một cái sản phẩm bất động sản mà những căn hộ chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh dưới 2 tỷ thì gần như là không còn nữa. Bây giờ nó sẽ dao động khoảng tầm từ 3 đến 4 tỷ nhưng mà vẫn được khách hàng đón nhận rất là nhiều. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái nhu cầu của khách hàng để ở thành phố Hồ Chí Minh rất là lớn. Do đó tất cả các chủ đầu tư đều phải có những cái chính sách bán hàng đều phải thiên biến vạn hóa để phù hợp với cái quy luật của thị trường để mà có thể vượt qua giai đoạn khó khăn. Tôi cho rằng cái cơ hội của người mua nhà chúng ta phải thẳng thắn rằng là cái nguồn cung tạo ra những cái sản phẩm mà vừa với đại bộ phận người dân, trong trường hợp này chúng ta đang nói hạng B, hạng C. Chúng ta đã mở được hai cánh cửa, thứ nhất là vấn đề pháp lý đã từng bước cải thiện, cái thứ hai là nguồn vốn, vậy thì cái câu chuyện là quỹ đất. Và tôi cho rằng đây là cái bài toán của các nhà làm quy hoạch, của nhà còn là hoạch định chính sách, đặc biệt là ở ủy ban thành phố. Để mà phát triển cái nguồn cung này thì chúng ta là phải cần có cái quỹ đất để đảm bảo được là chúng ta phát triển được. Luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đã chính thức được thông qua. Chuyên gia kỳ vọng trong thời gian tới, thị trường bất động sản sẽ ghi nhận xu hướng tái cấu trúc rõ ràng hơn khi các chính sách hỗ trợ cho phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền thẩm thấu sâu hơn vào thị trường, tình trạng lệch pha cung cầu được giảm bớt.